Vâng, LNG xin chào cả nhà mình nha. Thì ở video này thì LNG muốn chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm về cách phân biệt những cái viên đá mà nó nằm ở dưới chân chúng ta nha. Đôi khi những viên đá nằm dưới chân chúng ta đều là những viên đá bán quý hoặc là những viên đá quý mà chúng ta không hề hay biết, vì chúng ta chưa am hiểu nhiều về đá quý thiên nhiên trong phong thủy và đá quý thiên nhiên trên trang sức. Thì trước mắt em là những cái loại đá thô như là thạch anh, rồi ngọc bích và mã não peridot, rồi cobalt và sentinel đó, lục yên và cả ruby nữa. Thì ở cái video này em sẽ giới thiệu và chỉ cho cả nhà chúng ta phân biệt được. Trước tiên là chúng ta tìm hiểu về thạch anh trước nha. Thì thạch anh nó có thạch anh là như nào? Thạch anh á, nó có dạng ở dạng tinh thể đó. Nó ở dạng tinh thể gồm có lăng trụ, gồm có 6 mặt đó, và nó kết thúc cũng là 6 mặt đó. Đây em lấy cho cả nhà mình xem đây đó. Thì đây là tinh thể của một viên thạch anh nhé đó, nó dạng như là lăng trụ nhé, gồm có 6 mặt nè, và kết thúc của nó là một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, năm mặt và 6 mặt, kết thúc cũng 6 mặt đó. Và độ cứng của nó là độ cứng chuẩn của nó là 7 nha cả nhà mình nha. Độ cứng chuẩn là 7. Thì nó là có ánh thủy tinh, và những cái tông màu của nó gồm có trắng, khói, tím, hồng, vàng, vân vân và vân vân đó. Thì để chúng ta phân biệt được giữa cái hàng những cái hàng mà đá mà để mà lên trang sức như này nè đó, hoặc đơn giản là những viên tinh thể để mà chúng ta dùng trong phong thủy, thì loại thạch anh nó khá phổ biến, nên em ở video này em hướng dẫn trước cho cả nhà mình về thạch anh nha. Thì ở trong thiên nhiên những cái viên thạch anh nó sần sùi như vậy đó, nó như vậy thì chúng ta đều thấy cả, nó rất là thô ạ. Nó rất là thô sơ và đơn giản ạ. Nhìn nó bình thường đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đây, khi chúng ta làm cho nó sạch sẽ hơn thì chúng ta sẽ thấy được cái độ trong bên trong của viên đá. Đấy. Đấy. Khi cắt ra em, đây là một mẫu thạch anh cuội nhặt ngoài suối ha. Thì khi em cắt ra cả nhà mình có thể thấy được cái độ trong của nó ạ. Nó vẫn còn sần sùi chứ nếu mà mình mài ra thì nó sẽ như vậy đó, mài ra nó sẽ như vậy để mà lên những cái hộp hộp nhẫn như vậy ạ. Đó. Thì ở đây á, là em muốn cho cả nhà mình biết á, là cái loại thạch anh này độ cứng của nó 7. Nó khá là rắn chắc so với lại những cái viên đá xanh hoặc là những cái đá ha cương rồi gạch men xung quanh nhà chúng ta. Nhiều khi chúng ta xài sử dụng nhẫn, chúng ta hoạt động thường xuyên thì nó sẽ va chạm những cái đó và nó sẽ chày những cái hộp nhẫn, nhất là những cái hộp nhẫn mà dạng như là thủy tinh cả nhà mình ạ. À, những hộp nhẫn mà dạng thủy tinh hoặc là đá công nghiệp mà bình thường á, đá công nghiệp, đá cây rồi á, mà người ta vẫn thường hay lên nhẫn ở các tiệm vàng á, thì có một số tiệm vàng vẫn lên đá thiên nhiên nhưng mà vẫn có một số là lên đá công nghiệp nha. Thì loại đá này nó sẽ chắc, nó sẽ
đèn hết pin rồi, thay cái đèn khác. Vâng, cái đèn hồi nãy hết pin rồi. Đấy, thì cả nhà mình có thể thấy là nó rất là trong, đúng không ạ? Từ đây xuyên qua tới bên kia luôn đó. Thì những viên này là những viên giá trị và có chất lượng. Thì ở những khối to, những viên đá trong, những viên đá trong như vậy nè đó, cả nhà mình thấy không, nó bị sần sùi ở đây thôi, nhưng mà thật ra viên đá này nó rất là trong. Thì những viên đá trong và to cỡ cả bàn tay á, mà nó trong vắt, thì cả nhà mình có thể bán lên đến 2 triệu trên một ký đó. Để có thể người mua họ sử dụng cho chế tác như tạc tượng, mài những cái hộp nhẫn như vậy đó, mài những hộp nhẫn như vậy, hoặc là người ta sẽ mài ra những hộp nhẫn như vậy đó. Đây là hạt anh hồng ạ, thì người ta có thể là mài ra những hộp nhẫn như vậy. Thì cái loại hạt anh hồng em đang giới thiệu thì em nói sơ qua là nó là một loại có sao như cả nhà mình nha đó. Thì đó, nó có sao. Thì những cái loại hạt anh nó khá là phổ biến, những khu vực nào có rừng có núi đồ này nọ đa số là sẽ có hạt anh. Và thạch anh tùy theo loại, ví dụ như loại đục như vậy, loại đục như vậy thì chúng ta chỉ có thể rải móng nhà hoặc là rải hồ cá rồi thôi, rải móng nhà để chấn phong thủy hoặc là rải hồ cá rồi thôi. Thì cái viên này là do em để nó bị rêu cái nhà mình ạ, bị rêu nên nó bám xanh, chứ thật ra nó là thạch anh trắng nha. Và những cái loại đục như vậy thì nó không có giá trị gì mấy, chỉ có là những cái loại trong như vậy thì chúng ta chế tác ra được hộp nhẫn, mặt hộp mặt nhẫn, hoặc là chế tác ra những cái hộp mặt nhẫn mài láng như vậy, mài láng hoặc là mài giác như thế kia, hoặc là chúng ta có thể tạc tượng nha. Đó, đây như đây à, cả nhà mình có thể thấy là nó rất là trong đó, nó rất là trong. Thì những cái loại này là những loại có giá trị này cả nhà mình ạ. Thì cả nhà mình nếu như mà ai mà đi rừng đi núi mà thấy những cái hạt anh trong như vậy thì đừng vội lướt qua nhé, đừng vội đi luôn nhé. Thì đây em sẽ cho cái kiểm tra bằng, chúng ta có thể kiểm tra đá hạt anh bằng cái bút đo độ cứng này nha. Và thằng hạt anh thì độ cứng của nó chuẩn là 7. Nên nếu như mà chúng ta có muốn tìm hiểu về các loại đá quý khác thì chúng ta phải có, lúc nào cũng phải có một cái viên hạch anh trong người. Để chi? Để chúng ta hiệu chuẩn, chúng ta làm chuẩn cho cái cây bút, để chúng ta đo cái viên đá chúng ta cần tìm hiểu. Đặt 90 độ tiếp xúc với lại viên đá ạ. Ấn nhẹ thôi, không cần ấn mạnh cả nhà mình ạ. Đó, lên chuẩn 7 nè. Thì cái bút nó đang chuẩn đây. Thì khi cái bút chúng ta nó đang chuẩn như vậy á, thì chúng ta có thể đo được cái loại khác nó chính xác hơn. Ví dụ như đây là thằng Tô 3 đi, thì Tô 3 độ cứng chuẩn của nó là 8, thạch anh thì độ cứng chuẩn là 7. Đó, chúng ta đo nó sẽ lên 8 luôn nha. Đó, thì thằng Tô 3 độ cứng của nó tốt hơn thằng thạch anh. Còn hạch anh thì độ cứng chuẩn chỉ là 7. Em thấy hình như nó bị lệch độ chuẩn của cái bút rồi đó. Đó, thấy không? Cả nhà mình thấy không? Đó. Khi nào mà chúng ta hạ đo thấy nè, chuẩn 7. Đó, nó chuẩn 7 như vậy nè. Lên 8 rồi, vậy là vẫn còn chưa chuẩn lắm. Đó, chuẩn 7 rồi là chúng ta sẽ đo cái viên đá khác. Ví dụ như đây, Tô 3 độ cứng sẽ là 8. Thấy chưa cả nhà mình, thấy chưa? Đó, phải lấy chuẩn từ cái thằng thạch anh rồi chúng ta mới hạ đo là những cái đá mà chúng ta nghi ngờ nó sẽ ra được cái độ cứng chuẩn và chính xác so với cái bút, để chúng ta khẳng định được đó là đá gì và độ cứng chuẩn của nó là bao nhiêu. Thì ở video này thì em giới thiệu về thằng, trước tiên là về thạch anh,
ở video khác em ở video sau em sẽ hướng dẫn cả nhà mình phân biệt được loại đá khác. Tại vì bây giờ em biết là có một số anh em là dạng như là nhìn đá cũng chưa biết nó cái này là đá gì, cái kia là đá gì. Ví dụ như em à, em nhìn thằng này nè, ngọc bích đó, thằng này ngọc bích nè, thằng này tô ba nè, thằng này tô ba nè đó, do những cái cấu tạo riêng của nó. Thằng này thạch anh không nói rồi. Rồi thằng này là tụt ma linh nè đó, đá này là tụt ma linh nè. Rồi thằng đá này là peridot nè, đá này là đá peridot của Gia Lai. Còn đây là sphenel lục yên nhé. Thì ở những video sau em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình để cả nhà mình có một cái kiến thức cố định về đá, cũng như là chúng ta sưu tầm hoặc là chúng ta tìm hiểu về đá. Thì đây là những cái viên tô ba, ấy lộn, những cái viên thạch anh, không, này tô ba. Đây là những cái viên tô ba đã được em sạc rồi. Em sạc để em mài ra những cái hộp nhẫn như vậy ạ. Đó, cả nhà mình thấy không? Đó. Và khi chúng ta có một cái kiến thức cố định về đá rồi, chúng ta có thể sưu tầm hoặc là nhặt những cái viên đá này ở ven sông, ven suối, hoặc là trong những cánh rừng để chúng ta có thể đem về sưu tầm, nhìn ngắm, chiêm ngưỡng, hoặc là chúng ta có thể chế tác thành trang sức, hoặc là chế tác thành những cái món đồ mà chúng ta cần thiết nhé. Thì ở trong cái YouTube của em có hướng dẫn cả, có cả hướng dẫn chế tác nha cả nhà mình nha. Đó, thì cả nhà mình có thể thấy là một viên đá trong thiên nhiên mà nó trong như vậy và nó có những làn mây rất là đẹp đây ạ. Đó. Thì cả nhà mình chắc có một số anh em là chỉ biết tới mấy cái đá như là làm hồ Nam Bộ, hoặc là những cái đá như là đá xanh đồ để làm vật liệu xây dựng rồi này họ thôi. Chúng ta không biết nhiều về những cái loại đá bán quý, thậm chí là những loại đá quý bạc chục triệu, bạc trăm triệu ở Việt Nam của chúng ta. Đó. Thì ở nhà mình ai thấy trang có hữu ích và thích thì vui lòng đăng ký đăng ký kênh và bật thông báo ủng hộ giúp em nhé. Rồi em xin chào cả nhà.